Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 12, Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Minh Siết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Ngay từ đầu năm, Ban tuyên giáo đã thường xuyên chỉ đạo định hướng các chi đảng bộ, Ban tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Trong đó, tập trung tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 6, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 CTTVK ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo kết luận số 01 KLTVK ngày 18 tháng 5 năm 2021 và chuyên đề năm 2023. Trong năm 2023, ngành tuyên giáo trong huyện đã tham mưu cho các cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, trong đó nổi bật là tổ chức các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Bộ Chính trị khóa 13, và các văn bản của tỉnh ủy, huyện ủy, chủ động kịp thời tham mưu tổ chức sơ kết tổng kết các chỉ thị nghị quyết của trung ương, của tỉnh, của huyện, xác định đây là dịp để đánh giá đúng thực trạng, rút ra những kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, thiết thực, khả thi, có tác dụng tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai thực hiện, xây dựng chương trình kế hoạch báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch năm 2023. Những kết quả trên đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng tư tưởng, nền tảng xã hội vững chắc để phát triển huyện nhà. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Minh Siết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, ghi nhận biểu dương những kết quả tích cực và những đóng góp của ngành tuyên giáo nói chung, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp huyện, xã nói riêng trong năm 2023, đồng thời yêu cầu ban tuyên giáo các cấp trong huyện phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên giáo, đổi mới Sáng tạo trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, bám sát tình hình địa phương, chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, tích cực phối hợp với chính quyền các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, khoa giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2024.